và của hai cháu về việc tổ chức lễ vu vi và thành hôn cho hai cháu Loren, bác sơ và chị Uyên. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi mang sính lễ đến họ nhà gái để xin phép được họ cưới vợ cho con trai của chúng tôi là Loren, bác sơ sánh duyên cùng cháu chị Uyên. Gia đình nhà trai chúng tôi rất mong gia đình nhà gái vui vẻ đón nhận lễ vật Loren, bác sơ và chị Uyên được mến yêu chồng vợ, hai gia đình được kết nghĩa với nhau. Mà mình là người mẹ cũng rất là hạnh phúc, cầu mong cho hai con luôn được trăm năm mãi mãi răng long đầu bạc. Đó là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Và còn cảm ơn quan khách đã đến tham dự ngày hôm nay. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de voir les familles et amis Julien et Laurent réunis en ce jour de mariage. Kính thưa quan viên hai họ, thưa các vị khách quý cùng bạn bè thân hữu gần xa, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi vui mừng tổ chức lễ thành hôn và vu quy cho hai con Loren Vasseur và Uyên Trần. Il y a des jours plus beaux que d'autres, et aujourd'hui pour la famille Trin et la famille Vasseur, c'est un jour magnifique. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta sẽ có những ngày rất trọng đại, nhưng hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai con chúng tôi. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ông bà thân chủ của cô dâu đã chấp nhận cho Uyên và con trai chúng tôi sánh duyên đôi lứa về cùng một mái nhà. Il faut dire qu'ils ont pris leur temps, mais c'est enfin arrivé. Ma femme et moi espérions cette union depuis quelque temps déjà. Phải nói rằng hai con đã có một thời gian tìm hiểu rất là lâu. Ba mẹ đã mỏi mòn chờ đợi và hy vọng cuối cùng thời khắc vỡ hòa ngày này cũng tới. La vie est plus facile quand on a le bonheur d'être à deux pour y faire face.
Ba mẹ muốn nhắn nhủ các con rằng cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và các con sẽ có thể vượt qua mọi thử thách khi các con có được tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn. Merci encore d'être venu et je vous souhaite une excellente journée. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khách quý, bạn bè, thân hữu gần xa đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay và xin chúc tất cả hội trường có một buổi tiệc viên mãn. Xin cảm ơn. That you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend